Thì ở đây thức ăn á, thì mình cũng cần phải lưu ý, thì nên cho bệnh nhân thì ăn lúc mà ăn được rồi á, thì chỉ nên cho bệnh nhân ăn những thức ăn mà lỏng, ví dụ như là sữa hay súp lỏng hay là súp xay, cháo hạt, mấy cái thức ăn lỏng như vậy trong những ngày đầu sau phẫu thuật. Còn sau á, nếu mà ăn sau đó mình sẽ chuyển từ lỏng sang đặc dần. Khi mà cho bệnh nhân ăn cơm á, thì phải dặn bệnh nhân là ăn chậm, nhai kỹ, hoặc là nấu cho nhừ, rồi hạn chế cái chất xơ, những cái chất mà có xơ nhiều, ví dụ như là măng hay là rau già. Rồi còn trái cây á, trái cây thì cũng nên bổ sung cho bệnh nhân, nhưng mà cho bệnh nhân ăn những cái quả mà quả chín mềm, hoặc là cho bệnh nhân ăn đồ như sinh tố xay, hoặc đã bỏ chất xơ rồi, hoặc là nước ép vậy đó. Còn những cái loại mà cũng cần đảm bảo cho bệnh nhân cái lượng dinh dưỡng đủ trong một ngày, thì cái lúc đó thì mình sẽ bổ sung các loại thịt, cá, rau, nói chung là đủ bốn nhóm chất như bình thường, nhưng mà cần chế biến nói chung là mềm cho bệnh nhân. Nên đồng ý không nên? Cảm ơn Duyên nha. À, đúng các bạn, mấy bạn nên cho bệnh nhân ăn lỏng trước, rồi ăn chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, tại vì khi đó nó mất, khi mà bệnh mấy bạn đã cắt vị cắt cắt dạ dày hay bạn nói vị tràng rồi á, thì thứ nhất là cái mấy bạn đã mất cái chức năng co bóp của môn vị rồi. À, cái thứ hai á, là thức ăn, cái miệng nói của mình ít nhất cũng phải 4 cm, thì nó sẽ nó đổ xuống dưới cái nó đổ xuống cái thức ăn từ dạ dày đổ xuống dưới ruột non á, nó đổ, có khi nó đổ rất nhanh, và những cái đó nó sẽ gây những cái hội chứng sau cắt dạ dày. À, có thể như với hội chứng dumping vậy đó, ha, thì ăn vô cái bệnh nhân cảm giác nó nóng phừng mặt, khó chịu ha, đập nhanh quá. À, cái đó là do nó kích thích dây cái thần kinh 10 á ha. Rồi các bạn có thắc mắc gì nữa không? À, mấy bạn có thắc mắc gì không? Tôi thấy cái bài của mấy bạn soạn khá kỹ, bởi vì chỉ cần có chú ý những cái điều mà tôi nói thôi. Rồi, nếu mấy bạn không có thắc mắc gì thì tôi sẽ đưa cho mấy bạn một cái trường hợp, rồi mấy bạn dựa vô cái đó rồi mấy bạn phân tích coi ha.
Alo. Dạ nghe ạ. À, bây giờ qua một cái trường hợp thôi. Cái này là một bệnh nhân nữ, à, sinh năm 1950, có nghĩa khoảng 50 tuổi. Nghề nghiệp là nhân viên văn phòng. Thì à, bệnh nhân này á, bệnh nhân này nhập viện á là bị nôn ói. Thì theo mấy bạn á, các bạn suy nghĩ coi với một bệnh nhân như thế này thì mấy bạn cần khai thác những cái gì nha, để trong bệnh sử đó, các bạn khai thác những cái gì để xét trên một bệnh nhân mà nhập viện vì lý do nôn ói. Rồi mấy bạn 5 phút đi, 5 phút các bạn cứ bàn thảo luận suy nghĩ 5 phút rồi cái gì tôi sẽ nhắn gọi lại. Hello. Rồi mấy bạn có cần thêm những cái thông tin gì? Dạ thưa anh, em xin khai thác trước triệu chứng nôn ạ. Thì Ừ. em sẽ cần thêm là bệnh nhân này là nôn ói bao nhiêu lần, rồi lượng thể tích của những cái lần nôn đó. Ừ. Để em coi là cái bệnh độ nặng của cái tình trạng nôn ói này như thế nào và bệnh nhân này có nguy cơ rối loạn điện giải không. Rồi sau đó em sẽ hỏi thêm là bệnh nhân này trước khi nôn á, thì có nóng, có buồn nôn, đầy bụng hay đau bụng gì không. Rồi sau khi nôn thì bệnh nhân này có giảm đau hay không, có giảm khó chịu hay không, để em nghĩ tới cái tình trạng là tắc nghẽn ống tiêu hóa. Rồi em sẽ hỏi thêm là thời điểm nôn thì là thời điểm nôn là xuất hiện vào cái thời gian nào trong ngày và có liên quan tới bữa ăn hay không. Nếu mà nó xuất hiện sau bữa ăn thì nó sẽ có cũng sẽ là gợi ý cho em cái tình trạng tắc nghẽn ống tiêu hóa.
Và hỏi thêm là trong chất nôn thì có gì, là thức ăn cũ, dịch vị hay là có máu hay có gì không? Dạ, là em khai thác triệu chứng nôn. Rồi. Các bạn khác còn bạn nào nữa? Dạ anh, là em sẽ hỏi anh là trong gia đình thì có ai cũng bị nôn giống bệnh nhân hay không, để loại trừ những trường hợp là có ngộ độc thức ăn. Thứ hai là sẽ hỏi những cái triệu chứng nằm trong hội chứng tăng áp lực nội sọ để loại trừ nguyên nhân từ thần kinh. Thứ ba là sẽ hỏi về tiền căn có đái tháo đường hay không, để loại trừ nguyên nhân là bệnh nhân có cái nằm trong cái hội chứng chuyển hóa. Nhờ trong bệnh nhân có tăng cetone thì người ta cũng có khả năng bị nôn ói. Rồi. Còn Dạ gì nữa? thưa em muốn hỏi thêm về triệu chứng có kèm theo triệu chứng đau bụng hay không, trong cái trường hợp là bệnh nhân đau bụng các tạng như là đau bụng tụy hay là đau bụng túi mật, bệnh nhân căng túi tạng, bệnh nhân gây phản xạ nôn ói. Rồi ngoài ra em hỏi là triệu chứng tiêu phân như thế nào, đau có kèm tiêu phân không, tiêu phân lỏng hay là tiêu phân đạt, để mà bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, thì bệnh nhân bị hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn thì có thể là bệnh nhân sẽ kèm theo tiêu chảy. Em xin phép ạ. Rồi, còn bạn nào nữa không? Có bạn nào còn hỏi thêm gì nữa không? Bạn nào còn thắc mắc gì, còn hỏi gì nữa không? Còn khai thác gì bệnh nhân này không? Bạn Đỗ Trung Thắng. Đỗ Trung Thắng có không? Đoàn Thị Điểm. Hello, bạn Đoàn Thị Điểm có không? Dạ, có ạ. Bạn Dạ, cần thưa thầy là em dạ em muốn hỏi thêm là bệnh nhân có tiền căn viêm loét hay là phẫu thuật gì trước đó hay không? Với lại em muốn hỏi thêm là bệnh nhân có cái tính chất đi tiêu của bệnh nhân như thế nào á. Hồi nãy bệnh bệnh khoa có nhắc tới cái việc mà tắc ở ống tiêu hóa, nên là em muốn khai thác thêm tính chất đi tiêu của bệnh nhân nữa. tính chất đi tiêu là sao? Dạ, tức là ở đây em nghĩ tới là bệnh nhân có thể có một cái tình trạng là Ở tắc ruột á, thì tính chất đi tiêu là bạn muốn biết cái gì trong tính chất đi tiêu? Tiêu dạ phân thưa đen thầy là cái tại thì sao? Hỏi cái là gì thì đi tiêu đó.
Dạ, bệnh nhân có tiêu phân lỏng hay không, mùi rồi cái tần suất đi tiêu của bệnh nhân như nào, gần đây bệnh nhân có đi tiêu hay không. Ngoài đây là hỏi thêm cái tiền căn về HB của hay là tiền căn gia đình của bệnh nhân có ai nhiễm HB nữa không. Rồi còn gì nữa không bạn? Dạ, không em hỏi vậy thôi ạ. Trần Thảo Vy có không bạn? Còn hỏi gì không? Trần Có. Thảo Vy hả? Dạ em chưa nghĩ ra em muốn hỏi gì thêm ngoài những cái Võ bạn hỏi. Võ Phước Cường. Võ Phước Cường có đó không bạn? Dạ có ạ, dạ alo ạ. À, em sẽ hỏi thêm là bệnh nhân trước đó có uống cái thuốc gì không? Thì vì em muốn loại trừ nguyên nhân là bệnh nhân này nôn do một cái thuốc gì đó. À, em muốn hỏi thêm là cái tình trạng bệnh nhân khi nôn ói tùy theo mức độ nó có dấu hiệu mất nước hay bệnh nhân có rối loạn điện giải gì hay chưa? Làm sao hỏi sao để mình biết có loạn điện giải hay là mất nước bạn? Em sẽ dựa vào chủ yếu vào cái tần tần suất bệnh nhân nôn và cái khối lượng cái chất dịch nôn của bệnh nhân. Tần suất nôn với khối lượng dịch nôn thì nó cũng không đánh giá cho mình được là bệnh nhân có triệu chứng mất nước hay không nha. Vâng. Mình hỏi cái gì thì mình biết là bệnh nhân có dấu hiệu mất nước hay không. Nếu như mà nặng ban đầu nhẹ nhẹ thì sẽ là bệnh nhân cảm thấy khát. Nếu mà càng nặng hơn nữa thì bệnh nhân nó khối lượng tuần hoàn nó giảm thì bệnh nhân ảnh hưởng đến cái lưu thông máu thì bệnh nhân cảm giác lơ mơ, tri giác nó không có tỉnh nữa. Rồi. Thì ở đây là các cái triệu chứng mà có của bệnh nhân ha. Ngoài ra những cái triệu chứng có trên này thì là cái như rồi bệnh nhân không không có ha. Các bạn coi ha. Rồi. Đó là phần triệu chứng cơ năng. Các bạn cứ coi kỹ đó. Rồi, khi mà sau khi mấy bạn có được một cái bệnh sử thì lúc nào mấy bạn cũng chú ý cái phần mình sợ là mấy bạn khám ở một bệnh nhân này á, sau khi mấy bạn đọc bệnh sử này rồi thì bệnh mấy bạn khám thì mấy bạn mong chờ thu được những cái gì. Đi khám thì mấy bạn trông chờ những triệu chứng gì? Không chờ nhận được cái gì? Nguyễn Tấn Kha. Nguyễn Tấn Kha. Mình khám mình trông chờ những bệnh nhân này có những triệu chứng gì? Bạn nghe tôi nói không? Ừ. Khám thì ông chờ bệnh nhân là có thấy dấu hiệu Bovarep, thấy nổi lên ở vùng dạ dày những sóng lưu động di chuyển từ trái sang phải. Khi đặt tay lên vùng dạ dày thì có cảm giác căng từng lúc hoặc là cuộn dưới tay. Gửi gì nữa bạn? Bụng ở trên rốn thì trướng, dưới rốn thì lõm xuống, hình lõm lòng xem.
Có gì đó không ạ? Nguyễn Tấn Dũng. Tại Nguyễn là Tấn Dũng. khá mình đầu tiên mình đánh giá như nãy bạn có trăm bạn nói là đánh giá đầu tiên mình đánh giá cái dấu hiệu thần kinh trước là khám thần kinh rồi khám về cái dấu hiệu mất nước bệnh nhân đánh giá tri giác của bệnh nhân thì tiếp theo mình sẽ khám tới tiêu hóa thì mình mong chờ những cái dấu hiệu như là dấu hiệu của tắc ruột thì mình nghe như động ruột của bệnh nhân mình khám vậy vậy thì mình tìm những dấu hiệu của hệ môn vị như là dấu ốc hắt dấu bụng lõm lồng thùy. Rồi còn gì nữa không? Dạ nếu mà cái triệu chứng cơ năng của bệnh nhân có những cái dấu hiệu như là tiêu phân đen rồi thì mình tút xơi bệnh nhân, mình đánh giá phân bệnh nhân. Tại sao có dấu hiệu tiêu phân đen ở đây? Dạ có thể là một cái tình trạng hẹp, cái này là do cái suất huyết tiêu hóa nó gây ra, do loét loét dạ tá tràng gây ra, nó cái hẹp môn vị mình đánh giá phân bệnh nhân. Bạn Trần Thảo Vy còn gì không bạn? Trần Thảo Vy. Dạ có. Còn gì nữa không? Khi khám bạn mong muốn kiếm cái gì được ở bệnh nhân này? Rồi, đây ha. Khi mình khám một bệnh nhân á thì mình phải xem tổng trạng của bệnh nhân. Thì ở đây bạn thấy một bệnh nhân này có cái tổng trạng khá là thể trạng khá là suy mòn. Ha. Tại sao? Bạn nhìn đi. Bệnh sử kéo dài gần 1 năm mà nó bắt nó kéo dài gần 3 tháng rồi. Ha. Tổng trạng bệnh nhân suy mòn, BMI bệnh nhân chỉ có 10 bảy chấm mấy thôi, đặc biệt coi cái da niêm của bệnh nhân nha. Nhờ khi khám bệnh ở đây hầu như ở bụng, khám bụng hệ tiêu hóa các bạn sẽ không ghi nhận cái triệu chứng gì hết. Mấy dấu hiệu ốc ếch với mấy dấu hiệu Bovary không phải lúc nào cũng có trên lâm sàng hết, bạn nên nhớ ha, mấy dấu hiệu đó ít, không phải lúc nào cũng có trên lâm sàng. Đối với những người mà ấm thì nếu bạn ở bệnh nhân hẹp cung các bạn cái dấu hiệu như lõm bụng lõm lồng tiền thì còn có thể có, nếu ở người thể trạng trung bình hay mập thì kiếm ra không có ha. Cái dấu hiệu chướng nhẹ thượng vị á thì mấy bạn có thể thường gặp, là cái do là vậy, nó căng nó ứ động nó sẽ tạo một cái nổi gồ lên ở bụng thượng vị. À. Thì dĩ nhiên tới đây các bạn nghĩ tới chẩn đoán nào nhiều nhất? À đây dĩ nhiên mình lúc nào mình cũng nghĩ tới hẹp môn vị, nhưng mà nó nguyên nhân do ung thư hay do loét? Ngoài ra các nguyên nhân gây nôn ói nó ói nào mà bạn có thể gặp ở những bệnh nhân trong bệnh cảnh này? Thằng Võ Việt Vương, bạn có thể kể ra những nguyên nhân có thể gây nôn ói không? Vậy thầy ví dụ như bệnh nhân có cái rối loạn nước điện giải thì cũng có thể gây nôn ói. Bệnh nhân này nếu mà có một cái tắc ruột thì nó cũng có gây nôn. Còn gì nữa không? Ở
Dạ, em nghĩ đến hai cái đó. Hồi nãy trên phần mình tự đó có bạn nào á có nói tới các nguyên nhân gây nôn ói đó, bạn có thể kể các nguyên nhân gây nôn ói ở trên ở cái các nguyên nhân mà có các cơ quan, các hệ cơ quan hay những bệnh lý nào mà có thể gây nôn ói, gây ra các triệu chứng nôn ói, và khi mình tiếp cận bệnh nhân nôn ói sao? Ừ, dạ thưa anh, là nếu mà chia theo hệ cơ quan thì mình có thể chia theo bốn hệ có khả năng gây nôn ói. Thứ nhất là thần kinh, hai là các hệ liên quan tới, hệ thứ hai là hô hấp, thứ ba là chuyển hóa và thứ tư là tiêu hóa. Nếu mà thần kinh thì sẽ gặp trong hội chứng tăng áp lực nội sọ, còn nếu mà gặp trong chuyển hóa thì có thể do giảm đường huyết, do rối loạn ion natri, canxi, magie hay là kali, có thể gặp trong tan hóa máu. Còn nếu mà hô hấp thì những trường hợp bệnh nhân có viêm họng, viêm amidan thì do cái kích thích ở thành sao họng khi ăn thì bệnh nhân có thể nôn ói. Tuy nhiên là trên bệnh nhân này triệu chứng kéo dài 3 tháng nên những nguyên nhân ở thần kinh, chuyển hóa hay là hô hấp mình sẽ không nghĩ tới. Còn cuối cùng là liên quan tới tiêu hóa. Tiêu hóa thì mình sẽ chia ra, thứ nhất là bụng ngoại khoa và thứ hai là không phải bụng ngoại khoa. Những nguyên nhân mà không phải do ngoại khoa thì có thể là do viêm loét dạ dày tá tràng, do tắc mật, do viêm tụy cấp hoặc là do ngộ độc thức ăn. Còn những nguyên nhân liên quan tới bụng ngoại khoa thì có thể do tắc ruột, do hẹp môn vị, do thoát vị hành hay là do ca dạ dày. Còn ở trên bệnh nhân này trong cái bụng, em nghĩ nhiều là do bụng ngoại khoa, do lúc khám thì cái chuyện mà ấn bụng đau trong viêm tụy cấp không thấy, cái trường hợp vàng da không thấy, trong cái bệnh lý tắc mật, ngộ độc thức ăn thì nó cũng sẽ không kéo dài tới 3 tháng. Nên là bệnh nhân này nghĩ nhiều, một là loét dạ dày tá tràng kéo dài, hai là những bệnh lý ngoại khoa như là ung thư dạ dày, hẹp môn vị hoặc là tắc ruột. Nhưng mà tắc ruột thì mình cũng ít nghĩ do bệnh nhân này đã 3 tháng rồi, nó cái nếu mà tắc ruột mạn thì cái tình trạng nó sẽ ngắn hơn là cái trong cái bệnh cảnh của bệnh nhân này, nên là nghĩ nhiều chỉ còn là ca dạ dày hoặc là hẹp môn vị do loét. Ừ. Rồi còn bạn nào có ý kiến gì với bạn mình không? Các bạn nào có thắc mắc có ý kiến gì không? Thì giống như bạn mình nói vậy đó ha. Ngay cả trong cái nguyên nôn ói do cái hệ tiêu hóa thì mình phân biệt trên bệnh nhân mình cũng dựa vào các tính chất nôn, các triệu chứng của nôn. Ngay cả cái dịch nôn, cái tính chất dịch nôn, cái triệu chứng nôn đi kèm, cái nôn này nó liên quan tới bữa ăn như thế nào, tần suất nôn như thế nào, cảm giác sau nôn nó như thế nào, thì những cái dấu hiệu đó, những cái tính chất đó nó sẽ giúp cho mình chẩn đoán được cái nguyên nhân gây bệnh như thế nào mà mình hướng tới. Thì cận lâm sàng đề nghị chẩn đoán, đây đang nói tới đề nghị đoán nha, thì mấy bạn sẽ sử dụng cái gì? Bạn Kim Châu, bạn Nguyễn Thị Nguyễn Thị Kim Châu có đó không bạn? Minh Triết, Nguyễn Trần Minh Triết. Dạ em nghe này rồi. Dạ thì nghe không thầy? Cận lâm sàng chẩn đoán. Tôi nghe, cận Dạ lâm tôi không sàng sao thì bạn thầy. này chẩn đoán. Dạ em đề nghị một cái xét nghiệm máu, ý xét nghiệm ion đồ với một cái X quang. Mục đích chi bạn? Dạ. Để làm gì? X quang có cảm quang với siêu âm nội soi dạ dày tá tràng. Mục đích của từng cái đó để làm gì? Dạ thì là như mà X quang thì nếu như mà mình thấy cái hình ảnh đặc hiệu như là hình ảnh X quang, hình ảnh tiết rơi là sớm nhu động ruột. Có bạn nào có ý kiến gì thì cái lâm sàng nào để dùng cho chẩn đoán bệnh nhân này? Bạn Tô Thị Bích Phượng. Dạ thưa thầy, là
X-quang dạ dày có cảm quang để thấy hình ảnh ứ đọng, với lại ở bệnh nhân này là lâu rồi thì nghĩ có hình ảnh dạ dày dạng lớn thòng xuống thấp. Có những cái bệnh lý ở đường tiêu hóa ha, thì cái nội soi dạ dày là cái mà mấy bạn người ta gọi là tiêu chuẩn chẩn đoán của mấy bệnh nhân này. Mấy bạn có ngay khi tới với mấy bạn thì mấy bạn có đề nghị nội soi dạ dày tá tràng không, nội soi dạ dày tràng không, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân ở phòng khám thì bạn có thể cho bệnh nhân đi soi dạ dày tá tràng không? Bạn Nguyễn Thị Hương. Dạ, Nguyễn Thị dạ Lan. alo. Ừ. Nếu bệnh nhân này Dạ thầy tới ơi, với cái đường bạn truyền á của em nó không được. thì Dạ nghe thầy cái nói lại ạ. Dạ, dạ em nghe rõ rồi thầy. bệnh Dạ nhân này alo á, ạ. bạn á thì ngay khi bạn ở phòng khám á, bạn có cho bệnh nhân đi soi dạ dày không? Thế thầy là À, em bằng nghĩ là trường hợp này em chưa hả? cho bệnh nhân đi soi liền ạ. Tại vì ở cái bệnh nhân này cái thể trạng của bệnh Tại nhân sao? đang có, thế thầy là bệnh nhân này cái tình trạng của bệnh nhân chưa có ổn định, bệnh nhân đang có một cái suy mòn, với lại để bệnh nhân đi nội soi ngay cái lúc này thì có thể là nó sẽ không có lợi cho bệnh nhân đó thầy. Em nghĩ vậy ạ. Mình sẽ điều trị nội khoa cho bệnh nhân ổn hơn một chút để cái tình trạng của bệnh nhân sức khỏe của bệnh nhân ổn hơn thì mình sẽ cho đi nội soi sau ạ. Bạn Lê Hoàng Mỹ Linh. Dạ thầy, là em cũng nghĩ giống bạn là em sẽ cho bệnh nhân làm công thức máu để coi thử là bệnh nhân có rối loạn với lại ông đồ coi bệnh nhân có rối loạn nước và điện giải hay không, thì em sẽ điều trị nội khoa trước cho bệnh nhân vì em thấy là bệnh nhân có thể trạng suy mòn, sau đó thì mới tiến hành là nội soi rồi rút dịch rồi cho bệnh nhân và để xác định là coi cái vị trí tổn thương. Bạn Nguyễn Hữu Thọ. Bạn Nguyễn Hữu Thọ. Dạ, em nói thầy nghe không ạ? Dạ luôn. Nghe bạn. Dạ, thì theo em trong trường hợp này em cũng chưa cho bệnh nhân đi nội soi liền, tại tại vì trước mắt là bệnh nhân cũng có tình trạng nó gọi kéo dài, với lại thì cái biển thì em cũng nghi ngờ là tình trạng rối loạn nước và điện giải bệnh nhân, tức là cho bệnh nhân ổn định. Với thứ hai nữa là trong trường hợp tình trạng mà nó gọi cái bệnh sử là bệnh nhân có nôn ra có đỡ đau nhưng mà chưa loại trừ được là cũng còn thức ăn với lại trong cũng còn nhiều, cho nên khi mà soi thì có thể là cũng bị ảnh hưởng chưa phát hiện rõ, cho nên em nghĩ là trước khi soi thì mình đặt cái súng dạ dày để mà giải áp rồi xúc rửa thức ăn ra rồi lúc đó cho đi soi sau. À, mấy bạn á, đúng một bạn cái chuyện gì bệnh nhân đó, mấy bạn coi bệnh nhân đến với mấy bạn vẫn còn tỉnh mà mạch huyết áp ổn định mà à, tổng trạng bệnh nhân đến với mấy bạn vẫn còn bệnh nhân không có cái gì tình trạng nào gọi là nguy kịch hết, bởi vì những cái này nó không có chống chỉ định của nó. Tuy nhiên tại sao mấy bạn không cho bệnh nhân đi soi liền? Thứ nhất là vì mấy bạn đã chẩn đoán nghĩ là bệnh nhân có hẹp môn vị, hẹp môn vị thì có nghĩa là có một cái tình trạng ứ động thức ăn ở trong đó ha, ứ động thức ăn ở trong đó. Nếu mấy bạn xét hẹp môn vị rồi mấy bạn cho bệnh nhân đi soi á thì mấy bạn sẽ không thấy được cái gì ở trong ngoài động thức ăn, nó không có lợi ở những bệnh nhân hẹp môn vị.
này các bạn nên, nếu các bạn muốn chẩn đoán có hẹp môn bị hay không thì bệnh nhân bạn nên cho bệnh nhân giải định coi bệnh nhân có hẹp hay không hẹp, nguyên nhân sao. Nếu có hẹp môn vị thì các bạn nên đặt một cái xông mũi dạ dày, rửa dạ dày cho bệnh nhân sạch xong rồi mới cho bệnh nhân đi soi, thì lúc đó cái soi nó mới có lợi. Thì trong thời gian đó, trong thời gian đợi đi soi, đặt đặt rửa cũng phải đặt cái xông dạ dày hút rửa cũng mất khoảng, cho bệnh nhân nhập viện đặt xong dạ dày hút rửa cũng mất khoảng một ngày trời. Thì đó làm cái để đánh cái thể trạng của bệnh nhân, rối loạn nước điện giải của bệnh nhân, có cái chiến dịch bù nước điện giải, không phải là, chứ không phải là không cho bệnh nhân đi so cái gì bệnh nhân có rối loạn nước điện giải, không có, bệnh nhân này vẫn ổn định mà, đâu có gì đâu chống chỉ định của cái soi dạ dày. Thì soi dạ dày thì nó ra như thế này. Nếu các bạn thấy đọc nha. Ở vùng hang môn vị nó có một cái ổ lết, và cái ổ lết này nó ra là carcinoma bị quá kém ha. Vậy khi tới đây thì mấy bạn đã chẩn đoán được bệnh nhân ung thư dạ dày rồi, đúng không? Hẹp môn vị do ung thư dạ dày ha. Vậy cái bước tiếp theo của mấy bạn khi chẩn đoán hẹp ung thư do hẹp môn vị do ung thư dạ dày, bước tiếp theo của mấy bạn là tới cái bước gì, chẩn đoán cái gì? Bạn Vũ Hồng Thanh. Dạ thưa thầy, là bước tiếp theo là mình sẽ đánh giá cái tình trạng ung thư dạ dày của bệnh nhân ở giai đoạn nào? Thì đánh giá giai đoạn bạn cần cái gì? Dạ em sẽ cần thêm một cái CT scan. CT scan vùng nào bạn? Dạ. CT scan vùng bụng. Bụng phải đâu nữa? Bạn Đào Quỳnh Anh Tuấn, bạn cần gì bạn? Dạ, alo. Đó đấy bạn. À, anh đọc lại câu hỏi cho em được không ạ? Bạn Lê Viết Mỹ. Dạ có em ạ. Dạ thưa thầy, thì em cũng nghĩ là như bạn Thanh, thì mình cho làm một CT bụng để đánh giá cái tình trạng di căn của nó. Thì trước khi làm CT bụng thì mình đã xin thiết trước rồi. Ngoài em cái CT là... bụng còn còn gì nữa? Bạn Nguyễn Sĩ Di Khoa. Nguyễn Sĩ Di Khoa. Dạ thưa thầy, em đề nghị thêm cái X quang phổi. Mục đích làm gì bạn? Em đánh giá thử có di căn ở trên phổi, di căn xe. Ông Phạm Minh Tân. Dạ em nghe thầy. Dạ em nghĩ là nên làm thêm cái CT bụng chậu. Tại bệnh nhân này là nữ thì có bệnh nhân bị ung thư dạ dày thì có khả năng nó di căn buồng trứng. Thì em nghĩ là đâu có CT bụng. CT bụng luôn, CT bụng là CT bụng chậu các bạn. Chắc hồi năm 4 mà không có đi lâm sàng á. Trung Thiện Nhân. Dạ thầy, thế em nghĩ là làm luôn cái CT ngực nữa. Để làm gì bạn? Dạ, đánh giá di căn phổi. Ừ. Cái bài hôm trước á, tôi đã có nói rất rõ rồi. Ê, ngày nay không ai chụp cái X quang phổi để người ta đánh giá di căn nữa. Mà thường á, giờ ung thư đường tiêu hóa á, cái guideline của mới của mình á, đó là di căn, đánh giá di căn ngực hay di căn phổi á, thì người ta sử dụng CT luôn rồi. Giờ này nếu mà mình đề nghị cái X quang để đánh giá di căn, mình chưa hiểu được vấn đề. Cái X quang đó nó không phải dùng để đánh giá di căn, mà nó dùng là để giúp cho bệnh nhân chẩn đoán tuyển phẫu, đánh giá bệnh nhân cho
Có cần cần cái gì rồi ha, thì các bạn thấy một cái hình ảnh CT scan ha, cái dày dày dạng mức độ và nó có cái khối u ở vùng hang mông vị, xung quanh nó có cái những cái hạt nhỏ ha. Thì trên cái hình cắt lớp này mình thấy hạt nó mình không có coi trên máy để mình coi được nhiều lớp, nó khoảng đây hạt nhiệt khoảng đây là một. Rồi mấy bạn sẽ coi tới một cái chuyện mà thứ nhất là cái rối loạn nước điện giải và cái dinh dưỡng của bệnh nhân. Mấy bạn sẽ thấy bệnh nhân sẽ có cái thiếu máu ở mức độ trung, mình phải để ý tới mấy cái bệnh nhân này, mình phải để ý tới nha. Đấy, thiếu máu. Cái thứ hai mấy bạn sẽ thấy bệnh nhân nôn ói nhiều, nôn ói kéo dài, thì cái creatinine bệnh nhân bắt đầu biểu hiện, có thể biểu hiện này một cái tập suy thận trước thận do ăn uống do nôn ói nhiều, và cái dinh albumin của bệnh nhân rất thấp, chỉ có khoảng 21 g rồi à. Nhưng này nếu các bạn đánh giá sinh thái 17 năm rồi và albumin bệnh nhân là giảm. Các bạn nhìn bên cái đây ha, các bạn thấy bắt đầu có rối loạn nước điện giải do bệnh nhân nôn ói ha, ăn uống không được, bệnh nhân nôn ói. Thì với một cái bệnh án như thế này, với một cái sinh hóa máu như thế này, các bạn phải cần phải điều lại cho bệnh nhân trước khi mấy bạn đặt vấn đề cho bệnh nhân, thì các bạn phải điều chỉnh. Điều chỉnh bằng cách nào? Các bạn điều chỉnh bằng cách nào? Dinh dưỡng hoàn toàn, đặt sức dày giải áp cửa dày hồi nãy rồi. Cái bước thứ hai là gì? Là mình phải nuôi dưỡng bệnh nhân hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch, bồi hoàn nước điện giải. Công thức bồi hoàn nước điện giải như thế nào? Các bạn nào biết không? Nhu cầu nước mỗi ngày là bao nhiêu, nhu cầu nước lại bao nhiêu, nhu cầu dinh dưỡng là bao nhiêu? Bạn Trần gì, Nguyễn Trần Nữ Vương nè. Dạ thầy, thì em chỉ nhớ bên đi chứ còn bên thì em chưa nhớ. Em nhớ chính tính bồi hoàn nước theo cái công thức là 10 kg đầu, 10 kg đầu rồi rồi 5 kg tiếp theo đó, chứ em chưa rõ. Có bạn có học cái mô đun dinh dưỡng chưa? Dạ thưa Học thầy, mô đun chị dinh em xin trả lời câu hỏi luôn. dưỡng. Ừ. Dạ thưa thầy, là cái nhu cầu nước á, thì nó sẽ bằng là số ký nhân cho 24 và nhân cho 1.2 là cái nhu cầu nước đối với người bình thường. Rồi cái nhu cầu calo thì cũng tương tự là 50 nhân cho 24 và nhân cho 1.2. Rồi lượng carbon hydrate với carbon hydrate cần là 60%, lượng chất béo là 15% và chất đạm là 25% so với số calo đó. Bây giờ muốn bồi hoàn nước điện giải cho bệnh nhân này, đầu tiên mấy bạn phải tính được cái nhu cầu cơ bản của bệnh nhân là bao nhiêu. À, nước mỗi ngày là bao nhiêu? Thì mấy bạn về coi lại công thức tính nước của bệnh nhân. À, trên dựa trên số ký, một ký, một nhu cầu của một người một ngày một ký là nó khoảng nhiêu, giống như bạn mình nói hồi nãy khoảng 24 ha, nó là từ nhiêu 25 cho tới 30 ml ha bạc ký một ngày, thì nhân lên cho số ký. Nhưng bên cạnh đó mấy bạn còn phải cộng thêm cái gì, cộng thêm cái nhu cầu cái gì, cái nước nước mất của bệnh nhân nữa. Các bạn đặt cái xong dịch mũi dạ dày ra mỗi ngày bao nhiêu mới cộng cộng vô ha. Rồi chân nếu bệnh nhân có sốt
thì mấy bạn cộng thêm mỗi số mỗi đội các bạn cộng thêm bao nhiêu ml nữa. À, mấy bạn về coi lại cái công thức đó. Rồi cái thứ hai về nhu cầu cơ bản của bệnh nhân mỗi ngày bao nhiêu kilocalo, một ký bệnh một người bình thường cần bao nhiêu kilocalo bạc ký một ngày. À, rồi tỷ lệ các loại protein, lipid, rồi gluco hồi nãy bạn mình đã có nói rồi. À, tỷ lệ đó tương đối chính xác. Rồi mấy bạn sẽ bù cái lượng nước đó, lượng đường đạm đó. À, rồi cái thứ hai điện giải ở đây chủ yếu mất natri kali thì mấy bạn phải truyền natri kali cho bệnh nhân. À, natri này mất chưa nhiều. À, còn kali, à, kali đang giảm. Thì dĩ nhiên bệnh nhân này không ăn uống được thì mấy bạn không có bù qua đường uống được rồi. À, thì mấy bạn phải bù qua đường tĩnh mạch. Ở đây bệnh nhân có bắt đầu có triệu chứng thiếu máu. Để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật này thì mấy bạn phải cần truyền máu cho bệnh nhân. À, hemoglobin tốt nhất là trên 10 và HCT trên 30. À, để chuẩn bị cho một cuộc mổ. Cái đó là cái hồi sức bệnh nhân để chờ cho phẫu thuật. Bên cạnh đó, albumin. Albumin các bạn thấy bệnh nhân chỉ có 21 gram trên lít thôi. Cái nguy cơ albumin này nó thấp. Nó sẽ là một cái nguy cơ của xì rò miệng nói của phẫu thuật. Albumin mà dưới 25 gram trên lít thì mình đã có chỉ định truyền albumin rồi. Còn albumin mà trên 25 gram trên lít thì khi mấy bạn bù hoàn nước, bù hoàn dinh dưỡng tốt cho bệnh nhân thì cái albumin này có thể cải thiện. Tuy nhiên nếu mà albumin này nó đã dưới 25 thì mấy bạn nên bù hoàn bồi bù albumin. Để chi albumin nó ngoài cái nó còn nó là một cái chất để vận chuyển các thuốc ha trong cơ thể của mấy bạn. Vậy điều trị cái đó là cái bước điều trị. Còn cái điều trị phẫu thuật thì cái này mình đã nói rồi, bệnh nhân ở này mình sẽ đánh giá giai đoạn của bệnh nhân là T4AN1M0 ha. Đấy. Dựa trên CT thì mình sẽ chọn cái phương pháp phẫu thuật là cắt bán phần dạ dày nạo hoạch D2. Ha. Rồi, các bạn có thắc mắc gì bài này không? Hả? Cái bài của bạn mình soạn lý thuyết khá là ổn, khá là đầy đủ. Các bạn có thể dựa vào cái bài đó ha, để các bạn rồi đọc thêm sách làm cái nền. Ha. Thì cái bài này hình như là tôi đã cho bạn là hồi Y4 rồi. Thì cái này tôi không có chỉnh sửa nhiều. Ha. Thì các bạn có cái bài này hồi Y4 thì tôi sẽ post lên lại. Rồi còn ai còn hỏi thắc mắc gì không? Nếu không có mình ngừng đây nha. Rồi vậy thôi nghỉ nha mấy bạn. Dạ chào anh. Dạ cảm ơn anh.